V16, phim 360, phim mới trên toàn thế giới. Sự tình lịch, ý cô là sao? Ý tôi là sao? Trong lòng cô hiểu rõ mà. Tôi cũng đâu có làm việc riêng gì đâu. Tôi đang chuẩn bị tài liệu cho triển lãm ở Thâm Quyến. Là chủ tịch công ty, có nhân viên cố gắng như cô, tôi vinh hạnh thật đấy. Tiểu Chí à? Cô Dương Lam thích tán tỉnh anh, thích hợp hơn đấy. Dương Lam tôi đây này. Cô nói ai thế? Nói lại đi. Tôi tán tỉnh ai? Đương sự tới rồi này. Náo nhiệt quá. Tôi nói cô đấy. Cô tán tỉnh anh trong lòng cô rõ mà. Cô tưởng tôi thích anh ta? Nực cười quá. Tôi bỏ anh ta từ lâu rồi. Cô mới coi anh ta là bảo bối đấy. Cô còn giới thiệu cho anh ta làm dẫn đoàn, rồi tới Barcelona hẹn hò riêng với anh ấy. Dương Lam, cô vô liêm sỉ thật đấy. Nào, mọi người vẫn chưa tới. Nhìn xem, cô bạn gái cũ tôi nói đây. Thấy chưa? Tiểu Chí, cô dám chỉ trích tôi dưới ngay công ty tôi. Cô làm gì đấy? Cô muốn đánh tôi à? Tôi chẳng sợ đánh nhau đâu. Đánh tôi à? Được rồi, tôi chẳng sợ đánh nhau đâu. Được rồi, tôi chẳng sợ đâu. Tôi đánh cô đấy, tôi đánh cô đấy. Sao nào? Đừng có kéo cô ấy. Dừng tay lại, dừng tay lại. Bỏ ra. Các người tên khốn nạn, dám bảo vệ cô ta. Đúng là đôi cẩu nam nữ, tôi không bỏ qua cho hai người đâu. Từng làm, tôi nói cho cô biết, cứ chờ đấy. Đi mau, qua đây cho tôi. Đừng kéo tôi, qua đây cho tôi. Đừng kéo tôi. Tiểu Chí thôi mà. Được rồi, Tiểu Chí. Anh làm gì thế hả? Ý anh không phải vậy đâu. Nhìn gì mà nhìn. Đang tăng ca sao? Tìm anh à? Lần trước tôi đưa ra ý kiến với công ty để Minh Tinh làm người đại diện cho sản phẩm. Đây là kế hoạch của tôi. Sao đấy? Cô ấy có vị trí nhất định trong ngành, cũng là diễn viên tốt, có độ nổi tiếng khá ổn. Mời cô ấy làm đại diện là lựa chọn tốt nhất rồi. Theo tôi biết, đội ngũ của cô ấy khá cẩn thận về mặt này. Nửa năm nay, cô ấy chỉ nhận nhãn hàng, nhận ra Glory Lane của Úc. Nếu cô ấy nhận đại diện cho sản phẩm của chúng ta, chắc chắn Linh Bình Cát sẽ chuyển mình được, khiến những vụ bê bối trên mạng tự biến mất. Đúng là em muốn giúp Hán Sân nhỉ? Là sao? Sao anh lại nói vậy? Em biết rõ, chỉ cần nói ra tập đoàn An Thị từng làm nhái sản phẩm của chúng ta, đám người trên mạng sẽ im lặng. Nhưng em chưa từng nhắc tới. Tôi muốn tốt cho công ty. Khó lắm, ta mới hòa giải được với An Thị. Anh lại kéo họ vào lần nữa. Và công sức chúng ta bỏ ra đều là bỏ đi à? Chúng ta đang tự vào mặt mình à? Anh không đồng ý. Anh chỉ thất vọng thôi. Lâm Hòa Bình, tôi làm gì mà anh thất vọng? Anh cũng là người bình thường, cũng có tình cảm. Em cứ giúp Hán Sâm như vậy, anh không thấy buồn sao? Anh đang bỏ lợi ích của mình để giữ cho quan hệ của hai người. Anh ngốc sao? Anh điên sao? Được, Lâm Hòa Bình, tôi hỏi anh, chuyện của Hạ Kiến Phong, anh dám nói anh không che chở cho Hứa A Lịch không? Anh từng nghĩ tôi thấy sao không? Anh không che chở cho A Lịch. Anh đưa sổ sách có vấn đề cho tôi xem đi. Sổ sách không ở chỗ anh. Anh thấy đấy, anh đang che chở cho cô ta đấy thôi. Anh nói thật mà. Tôi không bảo vệ An Thị, tôi nói thật. Anh muốn nghĩ thế nào cứ nghĩ thế đi. Tôi để bản kế hoạch ở đây, anh có dùng hay không không liên quan gì đến tôi cả. Trác Dương, sao lại ở đây một mình? Giám đốc Lâm, sao vậy? Tiểu Chí và Dương Lam mới đánh nhau trước mặt mọi người ở trong công ty. Tại tôi cả. Tôi không nên để họ gặp nhau. Xem ra bây giờ tôi và Tiểu Chí không quay lại được nữa. Chuyện đã qua cứ để nó qua đi. Cậu đừng ngồi đây nữa. Đi, ăn cơm với tôi. Quên hết chuyện không vui đi. Đi nào. Cảm ơn chị Ali. Khách sáo gì chứ? Phụ nữ mà, chuyện quan trọng nhất là đối xử tốt với mình một chút. Tôi hiểu, nhưng tôi không hiểu sao Trác Dương lại thích kiểu con gái như vậy. Chồng bình thường thì thôi, lại còn đánh đá như vậy. Đúng là sau khi chia tay tôi, trình độ thẩm mỹ cũng giảm đi. Đàn ông vốn là sinh vật kỳ quái. Có lẽ tôi và cô xuất sắc quá, lại khiến họ thấy mình không khống chế được, khiến họ không thỏa mãn được cảm giác khống chế mọi thứ. Nên theo thời gian sẽ thích mấy đứa con gái có tố chất kém hơn. Chị, tôi thấy chị phân tích đúng lắm. Phụ nữ giống như Kiều Mạn và Tiểu Chí, sao so sánh được với chúng ta. Nhưng nói đi nói lại, không ngờ cô và Trác Dương lại từng yêu nhau. Chẳng trách được cô lại đề cử cậu ta làm người dẫn đoàn cho chúng ta ở Barcelona. Dù gì sống cũng ổn mà. Ngày nào tôi cũng thấy trong vòng bạn bè của anh ta có ảnh ăn chơi vui đùa. Tôi cứ tưởng anh ta ở đó tốt lắm. Đừng nhắc nữa, tôi hối hận chết mất. Nếu không phải tôi dở hơi giới thiệu anh ta đi dẫn đoàn, giờ cũng không xảy ra những chuyện khó tin như thế này. Đừng nghĩ tới nữa. Đàn ông vì chút chuyện này mà không nuốt nồi cơm à? Sau này cậu cẩn thận, đừng để họ gặp nhau là được. Sao tôi quản lý họ được? Nếu tôi có khả năng đó, chuyện đã chẳng tới mức như ngày hôm nay. Hay thế này, cậu rời thành phố này đi, không thấy nữa là xong. Nếu vậy chưa biết chừng hai người gặp nhau, còn mời nhau cà phê đấy. Tôi không đi được. Nếu tôi muốn trốn mấy chuyện này thì đã không về nước rồi. Nói thật với anh, mục đích tôi về nước lần này chính là tìm cơ hội để tái hợp với Tiểu Chí. Từ sau khi cô ấy đi, tôi thấy mình như người mất hồn vậy. Chẳng muốn ăn, không muốn uống, không có động lực làm việc gì cả. Nghĩ kỹ lại, tôi quan tâm nhất vẫn là Tiểu Chí. Hóa ra cậu có mưu tính cả. Sao cậu không đến An Thị, chạy đến chỗ tôi làm gì? Muốn đến tập đoàn An Thị nào dễ đến vậy. Tôi cũng đã thử rồi, nhưng lần nào cũng thế. Phòng nhân sự đâu có xem hồ sơ của tôi, đã trả về luôn. Rồi bảo là có lãnh đạo chỉ mặt điểm danh, từ chối tôi. Hóa ra Tiểu Chí tuyệt tình vậy à? Đúng vậy, thế nên tôi mới bảo giám đốc Lâm chỉ có anh mới giúp được tôi. Chẳng phải hôm trước Hán Sân bảo muốn tổ chức một buổi tiệc rượu nhỏ sao? Cậu đã đăng ký chưa? Tôi chưa. Chủ tịch Lịch bảo ai đi thì đuổi việc người đó mà. Không sao, tôi che chắn cho. Nếu chị ấy có hỏi, cứ nói là tôi cho cậu đi. Thật sao? Giám đốc Lâm, tôi tìm anh là đúng người rồi. Sau này lên rừng xuống biển, tôi cũng đều đi theo anh. Thơm quá. Chị mới hầm canh, lát ăn nhé. Chị à? Chị, đây là gì vậy? Đồ của Kiến Phong. Luật sư của anh ấy đem tới đấy. Chị cũng không biết là gì nên cứ đặt đấy thôi. Vị luật sư đó không nói gì ạ? Rốt cuộc là gì nhỉ? Anh ấy không nói. Chị đoán là nhất định sẽ không nói. Chị không mở ra xem à? Vẫn còn dấu niêm phong này. Phải rồi, Kiều Mạn, tăm tích của Kiến Phong em điều tra đến đâu rồi? Sao công ty anh ấy nhất quyết độc chiếm quyền chăm sóc? Điều này rất kỳ lạ. Em cũng thấy thế, chắc chắn là có vấn đề. Em nói xem, đang yên đang lành, bảo ngã bệnh liền ngã bệnh, giờ còn mất tích nữa. Năm đó chị thực sự không nên đến Tây Ban Nha một mình. Chị đừng tự trách nữa. Khi đó chị cũng không ngờ mà sẽ xảy ra chuyện như thế này. Nhưng hiện tại anh ấy ốm nặng như vậy, cần có chị ở bên chăm sóc. Vậy mà chị lại không kể bên. Thật là anh ấy đợi chị bao nhiêu năm như vậy. Chị đừng nghĩ gì nữa. Em sẽ cố gắng giải quyết chuyện này. Nhất định sẽ tìm ra cách giải quyết. Chị nhìn chị xem, có bọng mắt rồi kìa. Chị ngủ một giấc tử tế đi. Chị không sao đâu. Anh còn mặt mũi quay lại à? Anh ra ngoài ngay cho tôi. Tôi quay lại thì sao? Tôi quay lại vì cô mà. Vì tôi sao? Làm ơn đừng. Tôi không nhận nổi đâu. Giờ tôi nhìn thấy anh lại thấy ghê. Dương Lam, cô hận tôi. Không sao cả. Nhưng cô không thể nổi điên lên với Tiểu Chí được. Vốn dĩ tôi và Tiểu Chí có cơ hội tái hợp. Không vì cô, chuyện này đã không đến mức như ngày hôm nay. Ý của anh là đổ hết lỗi cho tôi à? Tất cả là tại tôi à? Buồn nôn. Cứ đợi đấy, tôi nhất định tìm lại được hạnh phúc của mình. Hán Sân à? Đáng ra giờ anh phải bận lắm chứ. Sao còn hẹn em ra ngoài? Phải chuẩn bị tiệc rượu chứ. Em chưa đồng ý đến tham gia. Anh nào có tâm trạng làm việc gì đâu. Anh làm gì thế? Lại dở tính trẻ con à? Nhưng anh đã chuẩn bị một món quà cho đứa nhóc này. Nào, đây là trang phục dạ hội anh mua cho em. Hôm đó em phải mặc nó đến tham gia nhé. Dạo này nhiều việc lắm, em không có thời gian, cũng chẳng có tâm trạng. Anh tha cho em đi. Thực ra ngày nào em cũng mặt mày cau có, đắm chìm trong đau khổ. Hạ Kiến Phong cũng không tự dưng xuất hiện. Nhất định phải ăn no, ngủ kỹ. Dù trời sập xuống cũng có anh ở đây. Nhất định sẽ giải quyết được vấn đề, được không? Nào, em cầm lấy đi, được không? Nào, uống hết cốc này, coi như lời đảm bảo. Chắc chắn em sẽ thích. Nào nào nào. Chiếc váy này đẹp thật đấy. Cậu còn do dự gì nữa? Hán Sâm nhất quyết muốn mình mặc cái váy mà anh ấy mua đến tham gia tiệc rượu. Mặc thì mặc, sao lại phải mặt mày cau có như vậy? Mình thấy khoa trương quá. Nhìn con chim này đi. Không nấu đâu, đẹp mà. Cậu đi tham dự tiệc rượu của tập đoàn An Thị, dĩ nhiên phải ăn mặc lấp lánh. Mình xem nào xem nào. Giờ đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng chưa đủ sói loạn, còn thiếu một thứ. Là gì vậy? Cẩn thận, phục cậu luôn đấy. Cậu cho mình mượn trang sức đắt tiền như thế này, mình đã thấy không an toàn rồi. Nhỡ bị trộm mất thì sao? Đúng thế, chồng cậu thiếu an toàn quá. Đẹp quá. Mình có bạn là quản lý của một cửa hàng đá quý. Mình đã bảo với cô ấy, cứ đến lấy là được. Chào cô, tôi có thể giúp gì ạ? Xin chào, lúc trước tôi có gọi điện thoại bảo Annie giữ giúp tôi dây chuyền kim cương bản cổ điển. Tên Kiều Mạn. Vâng, cô đợi một lát. Nhìn này, alo, vị khách Kiều Mạn đã đến rồi ạ. Cái này nữa, đây cũng đẹp, đúng không? Đây rồi. Sáng lấp lánh quá. To thế này sao? Chị Annie dặn dò tôi chuẩn bị vài món cho cô chọn. Cô chọn đi. Đúng là phải thuê hai vệ sĩ. Mẫu này đẹp quá. Nhìn này. Mẫu này tên là Ngọn Hải Đăng Bỉ Ngạn, là mẫu bán rất chạy ở tiệm tôi. Ngọn Hải Đăng Bỉ Ngạn, nó cùng tên với bức vẽ của cậu mà. Đúng thế. Thích mẫu này quá. Cậu ngốc à? Bao nhiêu kim cương thì không thèm, lại cứ thích cái này. Mình thấy nó rất đặc biệt. Cảm giác như từng thấy ở đâu rồi vậy. Được rồi, vậy lấy mẫu này nhé. Màu sắc của nó cũng khá hợp với cái váy của cậu đấy. Đeo lên thử xem nào. Được. Phiền cô, đeo thử giúp chúng tôi. Cưng à, cậu đeo dây chuyền này đẹp thật đấy. Đúng chứ. Chỉ chờ tối nay cậu tỏa sáng trong đám đông thôi. Hán Sân, anh xem đi. Đây là bài phát biểu tôi chuẩn bị cho anh. Đọc kỹ vào, buổi tiệc này rất quan trọng với chúng ta đấy. Không được sai sót đâu. Được rồi, không cần xem. Lát tôi lên mục cứ thế mà đọc là được. Này, anh phải đọc trước, tìm hiểu nội dung mới nắm vững được chứ. Tôi có thiên phú về mặt này. Với cả tôi tin tưởng cô. Tiểu Chí, sao anh lại đến đây? Ai mời anh đến? Nơi này không hoan nghênh anh, rõ chưa? Sao em lại nói vậy? Hán Sân mời anh đến đây mà. Đúng, cô cứ coi như một nửa ông chủ. Tôi mời cậu ấy đến, đừng như vậy. Tiểu Chí, các quý ông quý bà, để tôi giới thiệu với mọi người. Xin chào. cố lên. Các vị, người vừa nãy lên sân khấu không phải tôi, chỉ là người trông rất giống tôi thôi. Tôi biết các quý vị ở đây đều là chuyên gia về rượu vang. Tôi sẽ dùng ngôn ngữ của quý vị để giới thiệu đến quý vị về chúng tôi. Các vị cũng biết, bồ đề của thế giới cũ là loại rượu rất tuyệt vời. Vấn đề duy nhất của nó là sau khi mở nắp, cần tỉnh rất lâu, nhưng tỉnh dậy rồi bạn sẽ phát giác ra. Loại rượu này rất thuận. Nó đáng để bạn tin cậy, đáng để bạn mong đợi. Còn tôi, xin mặt dày mà nói một chút, thực ra tôi cũng là một loại rượu như vậy. Không giống quý vị, trước đây ở Tây Ban Nha, tôi cũng chỉ là tên tép riêu. Cả ngày chỉ vô công rồi nghề, đi đánh nhau, chuyện xấu nào cũng từng làm qua. Nhưng có một ngày, tôi gặp được một người, một cô gái. Cô ấy khiến tôi tìm ra phương hướng cuộc đời. Cô ấy khiến tôi biết rằng tôi phải luôn nỗ lực mới có được cơ hội để thành công. Cô ấy khiến tôi biết là phải thất bại, gục ngã, không sao cả, đứng dậy tiếp tục phấn đấu. Phải, là cô ấy đã khiến tôi tỉnh lại. Nếu không có cô ấy, có lẽ đến giờ tôi vẫn là một chai rượu chưa mở nắp. Nó sẽ chỉ từ từ trở nên chua và hỏng đi. Các vị, tôi đã hoàn toàn tỉnh ra. Tôi đáng để các vị tin tưởng, đáng để các bạn mong đợi. Hay, nói hay lắm. Hôm nay còn một chuyện nữa, đó chính là các quý vị đang ngồi đây. Tôi tin sự thành công của các vị không phải do ngẫu nhiên. Đúng, nhất định các bạn đã rất cố gắng, hoặc có những người do thiên bẩm. Nhưng tôi tin bên cạnh các bạn có một người luôn tin tưởng. Vào những lúc bạn tuyệt vọng, họ sẽ bảo bạn phải cố gắng, đứng dậy, dũng cảm tiến lên, hướng về ước mơ của bạn, đừng sợ hãi. Hôm nay, không vì thứ gì khác, chúng ta cùng nhau nâng ly, cạn ly vì người quan trọng nhất luôn ở bên bạn. Cạn ly, hay lắm. Nói hay lắm. Tôi quên mất chưa giới thiệu mình. Tôi là Hán Sân, CEO, tổng giám đốc sử rượu ỷ phẩm. Chúc mọi người đêm nay chơi thật vui vẻ. Hôm nay em mặc váy này thực sự rất đẹp đấy. Anh tặng nó cho em nên mới đẹp đấy. Em biết không, thấy cô gái mình thích mặc trang phục mình chọn cho cô ấy, quả thực đẹp, càng thêm đẹp. Cảm giác người đó đã thuộc về mình. Hôm nay anh được lắm, vô cùng tuyệt, nói rất hay. Vậy em có thể cổ vũ thêm cho anh, một cái ôm động viên. Cái ôm động viên ư? Vết thương là sự sỉ nhục mà người khác dành cho sự ảo tưởng mà mình luôn kiên trì. Ngay tại đây, lúc này, mình đành chọn cách rời xa. Mình đâu thể xông ra đó, ra một nắm đấm thật mạnh. Đều là lỗi của mình. Không nên lẫn lộn giữa Kiều Mạn và nam sinh, khiến cô ấy thành người nối tiếp tình cảm. Mình phải nhìn thẳng vào điều đó, quên đi quá khứ. Anh Hán Sân, tâm trạng tốt đấy chứ? Xem ra tiệc rượu tối qua rất thành công phải không? Không. Hai chữ thành công không đủ để hình dung đâu. Khung cảnh tối qua chỉ có thể dùng một từ: hoàn hảo. Hơn nữa cậu ở đó giúp tôi quảng bá trên mạng. Tôi ước chừng tối qua người thuộc giới rượu vang trong nước đến đó hơn một nửa. Hơn nữa sáng nay tôi đã nhận được một đơn hàng. Tôi có niềm tin tình hình thế này sẽ luôn tiếp tục phát huy. Thắng lợi lần này cậu có một nửa công lao, nên tôi phải cảm ơn cậu. Đừng, tôi cảm ơn anh mới đúng. Anh đã giữ lời hứa, tôi xem như không nhìn nhầm người. Tôi cũng đã soạn thảo ra tài liệu, anh xem chút đi. Chỗ nào cần sửa lại thì nói với tôi. Không sao đâu, nhất định không có gì cần sửa. Lát nữa tôi vào sẽ ký vào ngay. Cậu đã chịu giúp tôi việc này, hơn nữa lại có thực lực như vậy, nhất định là phải ký rồi. Quá khen rồi. Giờ đã đến lúc ăn cơm trưa rồi. Tôi bảo Tiểu Chí đặt nhà hàng Tây Ban Nha tuyệt nhất. Mời cậu dùng bữa nhé. Cảm ơn. Nhưng hôm nay tôi không ăn được đâu. Lát nữa tòa soạn báo có chút việc. Được, không sao cả. Dù sao chúng ta cũng ở cùng một tòa nhà làm việc. Mới học được câu này: tránh được mùng 1, không tránh nổi 15. Đúng không? Được, 15 ta sẽ gặp nhé. Được, hẹn gặp ngày 15 nhé. Tôi đi trước đây. Được, tạm biệt. Cùng cố gắng nhé, cố lên. Những người đã đến dự tiệc rượu của Ý phẩm đứng lên hết cả tôi. Các người đang nhận lương của ai? Có chút lập trường nào không hả? Rõ ràng biết Ý phẩm đã bôi nhọ công ty chúng ta, còn lên tiếng ủng hộ sử dụng hạ lưu của An Thị. Đi rồi, như vậy cũng đâu chứng tỏ được gì. Làm việc thôi. Mau đi thôi. Đúng là không thể nói lên được điều gì. Vì trước giờ tôi chưa từng coi cô như người trong công ty, chỉ như cái kẹo cao su bán lì ở nơi này thôi. Chủ tịch Lịch, tôi biết chị muốn tôi đi. Chị có bản lĩnh nói ra tung tích của giám đốc Hà không? Đúng là cô chưa chịu từ bỏ. Tôi cho cô xem thứ này nhé. Đây là thư ủy thác của người nhà Hạ Kiến Phong, ủy thác toàn quyền cho chúng tôi chăm sóc anh ta. Cô hãy từ bỏ đi, giám đốc Hà sẽ không ra vào tay các người đó. Hơn nữa Hòa Bình cũng biết chuyện này. Tôi tin nếu lựa chọn giữa cô và lợi ích của công ty, cậu ấy ắt hẳn sẽ đứng về phía công ty, vì trong đó có cả lợi ích của cậu ta. Alex, học thôi. Kiều Mạn cũng ở đây à? Alex, lát nữa chúng ta thảo luận về phương án mới của Kiều Mạn, xem có thể mời Seo Lê làm người đại diện hay không. Được thôi. Giám đốc Lâm, xem ra tôi phải làm quen anh Hại từ đầu rồi. Chị đã nói gì với cô ấy rồi? Đâu nói gì đâu, chỉ cho cô ta xem thư ủy thác của Văn Tịnh thôi, bảo cô ta đừng bận tâm đến chuyện đó. Như vậy là vì muốn tốt cho cô ta, uổng công vô ích thôi. Kiều Mạn, anh muốn nói chuyện với em. Có gì để nói? Đừng như vậy. Chỉ là tôi không muốn bị anh bỡn cợt nữa thôi. Có khi nào anh bỡn cợt em sao? Anh đang sợ đến thế nào nếu tôi tìm được Hà Kiến Phong? Hai người các anh muốn cấu kết với nhau, nuốt trọn cái công ty này đúng không? biến Hạ Kiến Phong thành bia đỡ đạn, đúng không? Chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, em vẫn thấy chuyện đó do anh làm, đúng không? Nếu anh thực sự muốn bảo vệ tôi, anh không nên ngăn cản tôi. Nói cho tôi biết tung tích của dì Hạ Kiến Phong. Tổng giám đốc Hán Sân, Tổng giám đốc Hán Sân, mời anh ngồi. Chúng tôi đợi rất lâu rồi. Đúng đấy, đúng đấy. Đợi tôi ư? Các người không coi trọng công ty này, không coi trọng Hán Sâm tôi mà. Quay lại đây làm gì? Không, chúng tôi nhận ra sai lầm của mình rồi mà. Ban đầu anh nghĩa khí như vậy, chúng tôi không nên bỏ anh vào công ty. Giờ mọi người ở đây đều đã hạ quyết tâm làm việc cho anh. Đúng thế. Tôi hiểu rồi. Mọi người thấy thành tích tiêu thụ của ỷ phẩm giờ không tồi, muốn tranh thủ kiếm chút gì đó sao? Thông minh quá, thông minh đấy. Dĩ nhiên, mọi người đều là người tài giỏi, đúng chứ? Ban đầu, khi tôi cần các người nhất, các người bỏ rơi tôi. Hội trợ thương mại rượu vang lớn như vậy, từ đầu đến cuối chỉ có tôi và Tiểu Chí chuẩn bị nó. Chỉ có tôi và Tiểu Chí. Thấy dễ dàng không? Xin lỗi anh. Mọi người muốn về cũng được thôi, nhưng lương 3 tháng đầu của mọi người chỉ được hưởng lương thực tập thôi. Lương thực tập ai chấp nhận được thì ở lại, không chấp nhận được thì đi. Tôi muốn ở lại. Tôi cũng muốn ở lại. Tôi cũng đồng ý ở lại. Tôi cũng muốn ở lại. Tôi cũng thế. Tôi cũng muốn. Chúng tôi đều muốn ở lại cả. Tiểu Chí, đến đây, đến đây. Sao họ lại ở đây cả thế? Giúp họ xử lý thủ tục nhậm chức. Tiền lương của họ cứ như bình thường. Cảm ơn anh Hán Sân. Vâng, ông chủ. Alo, chị à? Chị mau thu xếp hành lý, theo em đến Thâm Quyến. Đến đó làm gì? Qua điện thoại có nói là chuyện chị đang cần nhất đấy. Đến sân bay em sẽ nói cụ thể. Được. Vị trí trên này nữa, hướng bên trái một chút. Như vậy sẽ hiệu quả và hài hòa hơn. Còn nữa, chủ biên, cậu muốn hợp tác với tập đoàn An Thị sao? Chuyện này sao anh lại biết thế? Có chuyện gì giấu được tôi? Đừng căng thẳng, đây là chuyện tốt mà. Dù với cậu hay với tòa soạn đều là chuyện tốt cả. Thêm một con đường phát triển mới thôi. Chủ biên, tôi tưởng sẽ bị anh mắng chứ. Sao thấy được, cố lên. Cảm ơn chủ biên. Mình đã nói mà, chủ biên không để bụng đâu. Dù gì đó cũng là tập đoàn An Thị mà. Nếu công ty lớn như vậy mà anh làm tốt, coi như mang lại vinh dự cho tòa soạn rồi. Tiểu Khê, cậu cũng biết mà, nếu mình quan tâm không phải công ty của họ lớn hay không, mà họ từng có khúc mắc với Lịch Bình Các. Đừng lúc nào cũng nhắc đến chuyện này nữa. Để tất cả mọi người biết có lợi gì cho cậu đâu. Liên quan gì đâu. Muốn là mình muốn mọi người đều biết mình có thù với Lâm Hòa Bình đấy. Chuyện của hai người qua lâu như vậy rồi, mỗi cậu cứ canh cánh trong lòng thôi. Trên thế gian này ai cũng có thể tốt hơn mình, nhưng Lâm Hòa Bình là không được. Tùy cậu thôi. Alo, Ben, anh sao thế? Kiều Mạn, mau đến cứu tôi. Anh xảy ra chuyện gì vậy? Của Đông Nghiêm được mời sang đây làm đại diện cho công ty, anh thấy sao? Mọi người mời ai thuộc việc cụ thể của công ty, tôi sẽ không nhúng vào. Nhưng hy vọng mọi người hiểu, tôi cần một kết quả cuối cùng. Nếu đã quyết định như vậy, chỉ có thể thành công, không được phép thất bại. Cứ vậy đi, tan họp. Đợi đã. Lâm Hòa Bình, cậu lại không biết lượng sức mình. Để xem cậu có làm nổi không. Thế nào? Cô Đông Nghiêm vừa đi liền trở mặt ngay à? Khi anh ấy ở đây sao lại không thấy chị phản đối? Cậu và tôi một phe, trước mặt phía đầu tư lại thể hiện bất đồng. Khác gì tôi tự đánh mình. Được, chị nói xem, chị thấy thế nào? Cậu đừng tưởng mời người nổi tiếng là dễ. Chuyện phiền phức còn nhiều lắm. Lúc đó không giải quyết được gì, tự mình chịu khổ thôi. Đừng có trách tôi không nhắc cậu. Tôi thật sự không hát được nữa. Kiều Mạn. Kiều Mạn. Chuyện gì thế? Đây chẳng phải là bạn gái mày à? Để cô ta trả tiền thay à? Không phải, ai là bạn gái của anh ta? Nếu không nói bạn gái tôi sẽ trả tiền thay, chắc chắn họ sẽ giết tôi. Giúp tôi đi, thằng danh này. Không ngờ mày lại dám lừa tao à? Kiều Mạn, cháu không được đi, Kiều Mạn. Anh ta những nợ tiền tôi đấy, chưa trả một cách nào cả. Các anh cứ việc đánh chết tôi càng vui đấy. Kiều Mạn, cô đừng đi, đừng thấy chết con chứ, không thể như vậy Kiều Mạn. Bên ngoài có phục vụ báo cảnh sát. Anh đánh người là phạm pháp đấy. Cô thấy tôi đánh à? Cô thấy không? Cô thấy tôi đánh anh ta không? Họ thật sự không đánh tôi, họ chỉ bắt tôi hát mãi thôi. Đến khi trả hết tiền thì thôi. Tôi đã hát 24 tiếng rồi, chảy cả máu mũi rồi. Cô mau cứu tôi đi. Anh hát tiếp đi. Hát thì trả được tiền thôi. Tiền của tôi anh còn chưa trả đâu. Tiếp tục hát đi. Nghe thấy chưa? Cô ta bảo mày tiếp tục hát đấy. Hát đi. Hát đi nào. Mau hát đi nào. Hát không hả? Thật sự không hát nổi. Kiều Mạn cứu tôi. Kiều Mạn cứu tôi. Dừng. Đi. Đồ bếp Mạch Linh của chúng ta nấu nướng sao rồi? Này, anh hát rồi à? Xem kìa, không biết làm thì đừng có miễn cưỡng. Biết là anh yêu Kiều Mạn rồi, nhưng đâu đến mức đau khổ rơi nước mắt nấu cơm cho cô ấy thế này. Tôi đang dùng sinh mạng của mình nấu cơm cho cô ấy. Nhìn ra được rồi, cảm động quá. Có chân có tay thì mau giúp đỡ đi. Để tôi đi rửa rau chay nhé. Hay tôi thái giúp? Không. Đây là bữa tối tình yêu tôi nấu cho Kiều Mạn. Phải tự nấu mới thể hiện được thành ý. Cô đi giúp tôi mở cửa đi. Mở cửa làm gì? Bị cay mất thì để tôi giúp anh tháo. Thế là xong à? Không cần đâu. Bảo cô làm gì thì cô làm đó đi. Đúng là kỳ lạ. Được chưa? Nữa sao? Hết cỡ rồi đấy. Được rồi.